Ok, hello, chào anh em, mình là Bảo Nam đây. Hôm nay thì mình lại tiếp tục đến con game Huawei của nước ngoài mọi người nhá. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn cho anh em người mới chơi, bắt đầu từ level 1 lên level 600 và đi reset này, reset master để nhận những book đấy. Ví dụ như book đỏ này, book red này anh em này. Anh em reset master sẽ ngẫu nhiên nhận được book red, book blue các kiểu ấy anh em nhá. Đấy. Anh em vào thì trước tiên là liên hệ vào Zalo của mình, ở Zalo của mình dưới phần mô tả để nhận ngay một set đồ anh em ạ. Mỗi người mình sẽ người mới thôi nhá, người có rồi thì mình sẽ không cho đâu, anh em thông cảm. Và sẽ cho anh em một set đồ ngẫu nhiên anh nhá, một set đồ ngẫu nhiên cộng với vũ khí này, nếu có cánh thì mình cũng sẽ cho anh em cánh. Đấy, liên hệ ngay cho mình để nhận một món đồ hoặc vào nhóm Zalo của mình để dưới phần mô tả luôn mọi người nhá. Tiếp theo đấy, tiếp theo bây giờ anh em sang server khác, server VIP để anh em đi trên level đấy. Cực kỳ dễ thôi, rất là dễ dàng, mình đánh từ level 1 lên level 600 anh em thấy lên rất là nhanh đấy. Anh em qua server VIP này, anh em vào VIP 1, VIP 2, VIP 3 hay VIP gì cũng được đấy. Tiếp theo anh em gõ mật khẩu, mật khẩu là gì mình không thể nói được rồi, vào nhá, vào server 1. Bây giờ ta lên cái map mà Arena, anh em thích Arena nào cũng được. Mình vào Arena không cho nó nhanh này. Đấy. Bây giờ mình sẽ reset để cho nó về level 1. Hiện tại mình đang level 600 rồi. Giờ mình reset này. Đâu rồi? PK. Đây, reset đây anh em chọn đúng cái biểu tượng của nó. Ví dụ cái áo nó chống ngược lên như này thì nó sai. Anh em phải chọn đúng cái áo nó vẫn thẳng xuống, anh em gửi yêu cầu là được thôi. Đây, cái canh như này. Đây là reset xong anh em nhá. Bây giờ mình sẽ làm lại từ cái level 1 cho anh em thấy. Vào server mid, tip 1 đi. Rồi. Ở trong game mình hiện tại mình đang level 1 đấy em nhá. Anh em vào cũng đang level 1 đấy, rất là khó khăn nên là phải có đồ, nên đồ phải liên hệ mình hoặc có thể đi mua cũng được, anh em có tiền đi mua chỗ người khác cũng được. Không nhất thiết là phải xin anh em ạ. Đó Arena đúng không? Học skill các kiểu đi. Đấy. Anh em đủ 600 anh em về làm nhiệm vụ. Giờ thì mình sẽ anh em nhấn phím F8 ở trên PC nha. Ở F8 là nó lên level rất là nhanh, anh em thấy lên level nhanh không? 22 cấp độ đó. 79 rồi đấy, lên rất là nhanh thôi, một mình không cần phải BT với ai, không cần phải BT. Cần được hai cái vũ khí, một set đồ ngon là anh em tự đi trên thôi. Ok không? 163 rồi, mình đứng lại đây tí cho nó level nhanh, anh em đứng đây thôi mà, không cần phải đứng ở đâu hết anh em ạ. Ngay đây cái S luôn một kia. Đấy 190 rồi đây. 600 anh em reset nha. Anh em tìm bài nào nó trống thì anh em cũng được, thoải mái đi. Cái kém hết 241 đây. 43 lên rất là nhanh thôi. MG anh em nếu mà đi cày bốc á thì anh em nên chơi MG. MG chơi rất là ngon, rất là nhanh. Đấy 259 rồi anh em ạ. 259 rồi. Đây, cứ đứng đây thì xem một tẹo là xong thôi, không quá là lâu rồi nhỉ. Tẹo con ngựa thì phát nó đẹp mà. Đấy, hoành tráng ngay đúng không? Con rồng ấy. Rồng KS cho nó nhanh. Và anh em không KS được, anh em tìm bài khác, nhiều bài lắm. Không phải nhất thiết là phải đứng ở Arena 1 anh em nhé. Anh em tìm vào các bài khác rất là nhiều. Đứng đây thì reset nhanh này. Đây có hai NPC này, NPC BK với NPC reset đây, hai NPC này thôi. Đấy mình mắc level rồi anh em nhé, rất là nhanh, level 600 đúng không? Bây giờ anh em mắc level rồi, anh em về làm nhiệm vụ, về Laurentia làm nhiệm vụ. Đấy, vào chỗ 3 anh em nhé, làm nhiệm vụ cũng khá là đơn giản thôi. Rồi, nhiệm vụ anh em tiếp tục chơi DK, anh em mua một cái anh cơm gãy này với quyển sách này. Đấy, vào cái NPC này luôn, NPC Sabina đấy. Đấy anh em làm nhiệm vụ thôi, nó yêu cầu gì anh em làm nhiệm vụ đó, mình làm xong rồi em nhá. Làm nhiệm vụ xong anh em làm gì, làm nhiệm vụ xong bây giờ anh em phải reset tiếp để lấy điểm point để nó mắc 32k767 này, 32.767 điểm là anh em mắc tất cả các cột này thì anh em đi reset. Đấy, reset master anh em ạ. Reset master thì anh em được một book, thì anh em về map Noria này. Đây, NPC MR là reset master đấy. Anh em nhấn vào đây, anh em phải đủ 4 cột đấy em nhá. 1 2 3 4, mình không để 4 cột tại vì mình để làm video anh em xem. Đúng không?
Đấy, anh em nhấn vào xạ thủ vàng. Thấy chưa? Anh em đủ 4 cột là anh em có thể reset và nhận được ngay một cái book như thế này. Một book như này thì anh em có thể ném ra, anh em có thể bán, anh em làm gì thì làm. Đấy. Rất là đơn giản, rất là dễ đúng không? Bây giờ mình sẽ ném book thử cho anh em xem nhá. Để book reset này được gì nhá. Bây giờ mình sẽ chọn nhân vật khác đây. Bây giờ khá là nhiều đồ mà mình mới chơi, mình chưa mua được cái điểm để mở mở bao anh em ạ. Khá là chật chội. Rất là chật chội, đồ khá là nhiều mà không biết là nhét đây này. Đồ anh em cứ liên hệ mình sẽ cho anh em đồ. Khá là nhiều luôn. Mà không biết làm gì ạ. Không có bao. Bây giờ chưa có sự kiện để mà mở. Phải có sự kiện cơ anh em ạ. Mình vứt bớt đồ nha. Chờ cuối tháng thì có cái điểm sự kiện thì điểm bon đây mà lấy quả lấy đồ. Hai cái vũ khí này, áo này vứt đi. Này vật khác, khả năng full power thì không thể ném được anh em. Ném book cũng khá là đơn giản thôi. Mình cố gắng mình tìm cái nick nào nó trống, mình dọn đồ lại nhá. Đồ này để mình ném book cho anh em xem. Có rồi nhỉ. Toàn nhân vật full đồ hết. 4 nhân vật thôi. Pau thì hiện tại mới có 1 pau thôi. Không có điểm cơ. Không mua được đấy. Rất là khó khăn. Đây cũng full đồ hết rồi anh em này. Toàn full đồ thôi. Không có thùng nào để mà chứa đồ được. Không có thùng nào để chứa anh em ạ. Anh em có book thì anh em khá là đơn giản thôi. Anh em mua một set đồ chẳng hạn. Đây. Ví dụ mình đi mua một set đồ anh em xem nha. Ví dụ reset master xong rồi đúng không, anh em được một book red rồi, để đi mua đồ rồi anh em luôn. Mua đồ thì rất là đơn giản, anh em giao lên hoặc là đấy, mua đồ anh vào tra xe server 1 hoặc server 3 nữa này. Mình vào server 3 thêm có, nhưng mà server 1 bao giờ nó cũng đồ cũng nhiều hơn. Đấy, cứ vào server 3 đi, server 3 thì đồ cùi hơn anh em nhá. Đấy, book red của mình chứa hết, không có được nơi để mà chứa được. Hết của mình thì mình sẽ cầm hai book đi. Hai book là coi như anh em đi set master hai lần thì ngày anh em cày được vài book mà thoải mái đi. Hai book đúng không? Về Loen đi tìm xem thằng nào bán cái một book hai book ấy. Còn không thì anh em thích đam mê ném thì anh em có thể ném cũng được. Token Black này, một cộng hai này. Bán set sửa ta amu bằng gọi là hai bốc này, mua sửa tay năm bốc test này. Đấy, anh em cứ tìm thôi. No word này, drop hai mic này, 9 item, 10 bốc test. À không có rồi anh em ạ, cũng khá là hiếm. Nói chung là ít, cũng ít người bán lắm. Anh em phải tự ném book ra thôi. Còn mua thì cũng khá là khó khăn. Tại vì thi thoảng mới có người bán thôi nha. Cộng cộng 2 này. Không có ai bán nhỉ. Không có ai bán ở thằng server 1 nha. Thằng server 1 ta xem có ai bán không. Mua thử anh em để anh em biết mà mua. Ta xem 1 cho nó đông anh em ạ. Trên 2 thì trên 3 ít người hơn. Bốn qua em bọn nó giao ra cha dê cho nó thôi. Mua không có luôn anh em ạ. Tầm này sáng mai, tầm này mới sáng mai là cũng khá là hiếm. Tầm trưa hoặc tầm tối thì mới nhiều được. Ok, hiện tại thì mình tìm thấy không có ai bán đồ gọi là 1-2 book gọi là rẻ rồi anh em ạ. Tại không ai bán đồ rẻ quá. Đấy, thì anh em reset xong anh em có thể ném ra thôi. Bây giờ mình hòm đồ mình khá là chật nên là mình không thể ném được anh em ạ. Quá là chật thì không có nơi nào để mà để nữa thôi. Đấy, thì anh em cần đồ thì có thể liên hệ vào Zalo của mình nhá, hoặc có thể vào nhóm Zalo nhắn tin cho mình. Đấy, chúc anh em vui vẻ nhá. Bye bye anh em.